Mình xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, hôm nay mình lại hướng dẫn các bạn rắc rau muống nhá. Rắc rau muống vào trong cái ống nước. Thằng cái này nó mới đọc này, lần trước mình rắc rồi nhưng mình không hướng dẫn các bạn. Cái ống này là ống 14 các bạn nhá. Cái này là ống 14 này. Đấy. Là mình lấy cái cưa các bạn ạ. Mình cưa hai cái miệng này ra. Mình cưa ví dụ như đây này, cái này mình chỉ cưa cỡ khoảng bằng một phần thôi, còn hai phần mình để lại để cho nó chứa nhiều đất, sau khi mình trồng á các bạn, mình trồng mình bồi thêm vào thì nó không có tràn ra ngoài nhá. Cái này mình ra cái chỗ người ta bán ống nước này, mình mua hai cái đầu này, thế là để mình chụp vào như này. Đấy, đây mình chụp vào như này. Thì là cái này, cái ống của mình đây thì mình không có khoan các bạn ạ. Mình không có khoan này để cho nó chảy nước ra hai cái đầu. Mưa là nó chảy ra hai đầu thì vừa rồi mình trồng thử rồi. Rất chừng là tốt. Còn nếu mà mình khoan ở chỗ này thì là phải khoan cái lỗ to thì nó chảy, nó có thoát nước nhanh rồi thì nó lại nhanh hết nước các bạn, là vì cái cây rau muống mà khi mà nó lên á, những cái cây rau mà khi nó lên rồi á mà mình mà không quên không tưới cái mà nó nước này nó đến đâu nó dốc hết đến đấy rồi thì nó nhanh héo lắm, phải tưới liên tục. Nhưng mà mình kinh nghiệm là mình để mình không có khoan, là mình chỉ cho nó chảy ra hai cái đầu thôi. Thế là rau muống thì nó rất chừng là cần độ ẩm. Thì cũng nói sơ qua cho các bạn là cái đất trồng ở đây nhá. Cái đất ở đây thì đất ở cái ống này thì nó cái ống như thế này thôi, nhà mình chỉ hết có một thùng thôi, còn những cái này là mình đổ cái con heo 5 lít ra này là mình phơi. Thì cái này sau khi mình phơi rồi xong bắt đầu là mình lại trộn đất với phân, xong là mình đổ ở đây mình ủ cỡ chừng là đây này, mình trộn đất với phân xong là mình bỏ ở đây mình ủ cho nó chết hết cái rễ đi nha các bạn, mình ủ cho chết hết cái rễ cỡ chừng khoảng 5-10 ngày gì đấy, tuần hoặc 10 ngày. Cái này mà mình ủ hôm nay là được 10 ngày đây các bạn này. Mình ủ cho nó chết hết cái rễ xong bắt đầu là mình lấy cái này ra rồi mình đổ ở đây mình rắc thì có những cái vì sau này mình lại lân phiên rồi mình lại đổ ở đây mình ủ tiếp. Thế là đất của mình lúc nào nó cũng tốt nha các bạn. Mình trồng cây lúc nào nó cũng tốt, nó không có bị sót. Đấy. Đất của mình ủ sẵn rồi đấy, cái này là mình ủ, mình không nói với các bạn, cái này là mình ủ mấy phân gà nhá. Các bạn phân gà, phân bò, phân trùng quế các bạn ủ phân gì cũng được nhá. Cứ mình trồng ở cái bình này thì nó cần nhiều phân lắm. Mình cứ bón là mình cứ ủ cho mình ví dụ như là cứ 70% đất là 30% phân nhá, để cho nó, hay là 60% đất 40% phân thì là mình trồng cái này thì nó lên tốt lắm. Sau mình xong là ví dụ xong là mình bồi nó từ từ là nó lên thôi. Đây bây giờ mình làm cho các bạn xem nhá. Đây với cái này thì của nhà mình thì nó tiện các bạn, đây này, cái này mình tiện nó có cái hai cái bờ gờ này, cái bờ tường. Đấy, cái bờ tường thì mình có cái sắt của mình treo này, hay nếu mà các bạn không có cái sắt treo và các bạn tùy theo cái mình sáng chế ra, ví dụ nó không có cái bờ tường này thì mình làm hai cái cây như cái xào ấy cho là như là cái giá đỡ, rồi mình làm cái sắt sáu mình uốn thế này, thế là nó khoảng lên cái này là nó treo rất chừng là thích. Đây này mình làm cho các bạn xem, cái này mình uốn hai cái sắt sáu đấy. Thế nên là cái khu vườn nhỏ như này cho mình tạo cho nó rộng ra là lúc nào là mình cũng có rau ăn nhá. Đấy, đây này mình làm cái này là bên này là mình làm rau muống. Này nó cũng bí cũng hơi ấy, còn nếu mà không bí ở đây đấy mình làm này các bạn. Các bạn ơi, đây này do hạt rau muống mình mua mình ủ nó lên như này này. Cái hạt rau muống này các bạn, tại là cái hạt nó cũng không có đều đâu các bạn, nên hạt này mang tiếng mình ngâm lâu rồi, mình ngâm một đêm mới là nửa ngày này. Đấy. Chiều hôm bữa là gần 3 giờ mình đổ mình ngâm, mà hết một đêm đến 6 giờ sáng mình dậy là bắt đầu mình ủ rồi, mình đổ rồi mình ủ này các bạn, mình ủ hôm nay ủ sang ngày thứ hai là nó lên mầm này, cái thì lên cái thì chưa, nhưng mà mình rắc là nó chờ nhau nó lên hết nhá. Hót cái này, hót cái đất này ra. Và cái ống kia nó chỉ hết cỡ khoảng chỉ một thùng đất thì các bạn, không hết mấy đâu. Đây. Giá mà ví dụ như cho xuống dưới xong là khênh lên rất tiện. Hiện tại của nhà mình đây là nó vướng cái dây bí các bạn. Mình thấy làm cái này nó hơi vất vả. Chứ còn không có làm cái kiểu khênh lên tiện lắm.
cứ làm là mình rắc nay mai các bạn xem nha. Các bạn hãy coi xem nó có tốt không nha. Thích lắm. Bữa này mình rắc nó tràn lan hết rồi. Để cho nó tốt. Đấy, mình chỉ làm như thế này thôi nha các bạn. Mình làm cho nó vơi xuống như này. Thế xong bắt đầu mình rắc hạt, xong mình còn cho một lớp đất mỏng lên chốc nó phủ kín cái hạt đi cho nó lên mạnh. Thế xong là sau này nó lên xong mình còn bồi nữa cơ. Bồi xong mình cắt lứa thứ hai, thứ ba mình vẫn còn bồi nữa, vì cái này là mình cho này nó còn nún nữa đấy các bạn. Sau khi mình rắc xong rồi các bạn ơi, mình cứ làm một lớp đất lên nhá. Các bạn phủ kín hạt cho mình nhá, vì cái hạt rau muống này nó to lắm, nó mầm nó nảy mạnh lắm, nó không không có sợ, nó giống như cái hạt cải kia thì lúc kín nó không được, lúc kín là nó cái bé qua nó chậm mất. Cái này cái hạt rau muống này nó to à, nó to, cái mầm nó to mà nó khỏe, thế là mình cứ và kín hết cái hạt ấy. Bạn cần nó kín hết hạt cho mình, đừng để cho nó hở ra, nó hở ra nó chật ra thì nó lại lâu lên. Đúng ra làm cái này là phải có bao tay các bạn, như mình thì thói quen là con là nông dân dã quen rồi, giờ vào đi bao tay phải nghe nó khựa cũng khó làm, nên là cứ cho cái tay là cứ cho cái trần như này, là cái chuồng này là đi này. Xong rồi nhát nữa mình về mình rửa xà bông mình rất sạch sẽ đi. Thế tại đi bao tay và nó cứ lằng nha lằng nhằng. Đấy các bạn ơi, thế là xong rồi nhá. Mình rắc xong cái hạt rau muống ở trong cái ống nước rồi. Các bạn ơi, nếu mà mưa thì thôi, mà không mưa các bạn nhớ ngày tưới cho mình 2 lần nhá. Đấy, cứ ngày tưới cho mình 2 lần. Hôm nay của mình là được 1 tuần rồi, nó lên được như này này các bạn này. Đấy, nó lên như này là bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn rắc phân nhá. À, rắc đất, đất trộn với phân. Mình rắc này cho nó phủ vào cái gốc này, khi nó ra nó lên thì cái cây nó cứng nhá. Thế là đến lúc thu hoạch là mình không có rắc cái gì nữa nha các bạn. Vì là rau sạch, cái này là đất của mình, cái này đất hôm bữa mình trộn đất với mình phân, mình bỏ cái ống này nó còn dư đây. Hôm nay mình lại đem mình bồi thêm gốc nó lại nhá. Mình bồi cho nó chút này. Cái này là cũng phân với đất mình trộn với nhau đây này. Cứ các bạn cứ cho mình 7 phần đất, 3 phần phân. Thế là mình trộn ở đây, chứ các bạn cho nhiều quá là nó bị cái gốc nó bị nó hay bị thối, mà nó tốt quá, nó non quá là nó cũng cây nó cũng lả lướt lắm. Mình cho xoay trộn đúng cái dung lượng thế này. Đây này, xong rồi cái này đất là tại là hôm mình để ngoài mưa nó ướt quá. Rồi cho nó hơi khó này. Rất là nó khô thì rất nó tơi lắm. Ướt quá này. Nhưng mà mình phải rắc cho nó một lớp lên như này các bạn ạ, thế là nó mới cái nơi gốc nó lên cứ mầm ấy. Đây, mình rắc cái này xong rồi đêm nữa mình quay cho các bạn xem, cái này chắc chỉ được 20 ngày là được thu thế này, nó lên nhanh lắm. Bỏ một lớp đất như này nữa là nó lên như nuôi cỏ. Rau muống này là mùa mưa này, rau muống dễ ăn các bạn, rau những cái rau kia nó khó lên lắm. Rau muống mà trồng ăn cũng tốt, lá thì nấu canh, nó cận sao ăn, rau tỏi ăn thật ngon. Đấy, nó có
hết bao nhiêu đất rồi, một tô thôi, nó kín rồi cái cỏ này. Các đại đây hơn là cái linh diệm đấy. Thế là cái đầu mình mới lùa đấy. Cái này là cái ống nước này nó chật thì các bạn chịu khó tí. Lùa những cái đất này nó vào cái gốc cho nó kín. Nó kín là nó lên. Đó, ấm cổ ra được sức là nó lên. Cứ như cỏ này vào, tại mình lúc mình rắc mình mới phủ vào cái lớp đất lên á, các bạn nó mỏng mỏng lên thì nó mới kín được cái hạt thôi. Bây giờ cái rễ nó lên, nó bêu lên, cái gốc nó lên, nó bêu lên, thế mình lớp phủ cho nó một cái lớp này, mình phủ một lớp nhẹ nhẹ này thôi. Thế là ngày mai mình thu hoạch cho mình phủ lên, để rồi có chỗ để mà phủ đi bồi thêm đất nữa. Thì cái này cái ống này nó nhỏ, nó không có đựng được bao nhiêu đất. Mình cứ bồi từ từ, mình trộn nó quá phân một tí, mình bồi từ từ là nó tốt đấy. Phân gà hoặc phân bầu à, hoặc phân trùng quế, phân gì cứ miễn là phân hữu cơ các bạn trộn lên cho mình nha. Các bạn không có phân gà các bạn trộn phân đầu cá được nha. Cái phân đầu cá này mình cũng trộn với đất, xong mình rắc mình bầu như thế này. Không có phân gà thì phân gì cũng được, đâu cứ gì phân gà đâu, ta miễn là phân hữu cơ đấy. Thì các bạn đừng có trộn cái phân đạm trắng vào, cái đạm trắng mà các bạn trộn vào đây mà các bạn bỏ vào là nó thối gốc ra, không được. Các bạn ơi, cái rau muống mà hôm bữa mình hướng dẫn các bạn trồng ở trong cái ống nước này, hôm nay là được 25 ngày rồi các bạn ạ. Hôm nay mình được thu hoạch rồi. Mình để, nếu mà mình để nó vẫn còn lên nữa các bạn ạ. Nhưng mình thu nó đi để cho nó lên lứa sau. Chứ mình để nó tốt quá mà nó dài quá thì cái rau muống hột nó dài quá ăn nó cũng không có ngon. Mình thu này nó vừa tới mà ăn nó giòn nó ngon này các bạn này. Cái này là hôm nay là đúng là vừa 25 ngày rồi các bạn này. Đó. Kể ra để thêm 2 ngày nữa thì nó lên tốt lắm. Nếu mà 2 ngày nữa thì nó lên tốt lắm các bạn ạ. Nhưng mà mình thu đi mình ăn đi. Ăn để cho nó non, nó ngon. Đấy. Này mình coi cho mình trồng trồng được thì thích ăn nó non non thì một tí tội gì nhỉ. Đấy. Thì các bạn thấy không, thích chưa? Cái này cái cây lần này là không bụ như cái lần trước, là vì là mình vừa thu sớm này. Mình lại vừa trên cái dàn lần trước là cái dàn bí này của mình nó chưa có tốt các bạn ạ. Cái này nó tốt rồi cho nên là nó cũng hơi quá thiếu ánh nắng, cho nên là cái cây nó hơi rớt hơn một chút. Nhưng mà cái lứa sau là mình phá cái dàn bí này rồi là xong, bắt đầu là mình rắc cho nó một lớp phân nữa là cây lứa sau nó bụ các bạn ạ. Đây từ lúc mà mình rắc mình gieo hạt ở đây này các bạn này. Đến lúc mà mình thu là 25 ngày thì hôm bữa mình bắt đầu nó lên khỏi mặt đất khoảng bằng 7 8 phân thì bắt đầu là mình đã bồi cho nó một lớp đất rồi các bạn ạ. Đất với phần mình bồi thêm cho nó một lớp này đã. Mình bồi cho nó một lớp nó đầy lên như này. Thế là giờ là bắt đầu là được thu. Thế cái này là thu xong. Bây giờ mình thu xong thì là mình để cho nó mọc mầm đó nha các bạn. Mình cho nó mọc mầm xong mình lại cho nó một lớp đất mới phân. Phân với đất là mình đất phân nhiều hơn đất các bạn ạ. Mình trộn vào thế thôi để cho nó kín cái gốc này đây này. Như cái gốc này thì là bây giờ mình bồi nó kín để cho cái mầm này, cái chỗ này này các bạn ạ. Nó tỏi lên cỡ khoảng tầm đây. Như đây thì bắt đầu là mình bồi lên cái gốc này nó kín thì bắt đầu lại cho cái mầm rất chừng là bụ. Nó để nhánh đều. Đó. Cứ như này thôi, nhưng mà các bạn nào mà thích ăn thì cứ để vài lửa 3-4 lần mình mới phá thì cũng được, nhưng mà mình thích trồng cái khác thì gieo cái khác thì mình ăn hai lứa thôi, đừng có phá ngay thì uổng các bạn. Mình phá ngay thì ăn lứa sau vẫn còn cây vẫn còn bụ lắm. Đó. Đấy, các bạn thích thôi. Mình cứ trồng một cái ống nước, các bạn cứ cái ống nước thì là những cái gì mà nó cứ tròn tròn mà nó rãnh rãnh dài dài này là mình trồng hết, không cứ về cái ống nước các bạn. Đấy, rau muống nó dễ lên lắm. Đây này. Mình bới cho các bạn xem này. Đây này thấy chưa, có một cái ống nước cái tí là còn xuyên sang cả bên kia đấy các bạn này, nó xuyên sang cả bên kia nhìn nó dày này các bạn này. Đấy. Thì nó mình nghĩ thích chưa. Đã thu đi xong rồi bắt đầu nó lại cho phân nó lên lứa sau cũng rất chừng là thích. Các bạn thu hoạch cùng với mình nhá. Bây giờ mình bắt đầu thu này.
Đây, trước khi thu các bạn cứ cắt, mà cái này là mình cắt bằng gốc này cũng được nha các bạn, vì là dưới đây là dưới cái chân này là nó mọc từ dưới chân này mọc lên các bạn này, đây này nó mọc như cái nhánh, cái này nó mọc từ dưới nó mọc lên, thì mình cứ cắt nó bằng như này này. Đấy. Bạn ơi kéo các bạn cắt. Thế xong khi các bạn mà tua cắt xong các bạn cứ để in cho nó mọc đấy nhá. Đừng qua không phải vội vàng như hết, chỉ có ngày các bạn tưới cho nó cũng vẫn cứ bình thường ngày 2 lần. Thế xong khi thôi để cho nó nổi cái mầm ở dưới cái nách dưới lên nó thì bắt đầu là mình mới bón phân bồi thêm đất lên nha các bạn. Đấy cái này bồi thêm đất, cái phân là nhiều hơn đất nha các bạn. Đất chỉ khoảng bằng 20%, 30% đất thôi, còn 70% phân. Thì chủ yếu là phân để cho nó nuôi á các bạn. Nó nuôi lớn thì còn đất ở dưới này là quá rồi. Chủ yếu cho thêm đất vào để cho nó kín cái cổ này thôi. Đó. Thu thích lắm các bạn. Bây giờ mùa này mùa dịch rau đang mắc. Còn tẹo thôi, ví dụ như đây là những chỗ này này. Quá to này đấy. Này. Nếu mà thu mùa. Các bạn ơi, ngon chưa, rau sạch sẽ ăn, chả có cái lá vàng à, thích chưa. Đó. Cái này nhà mình ví dụ như 2-3 người là chỗ này là ăn thoải mái này đấy, ăn xào tỏi ăn ngon lắm, nó giòn. Nếu các bạn xào tỏi các bạn trụng sơ nước sôi đi, nước sôi mà mình xào ăn nó mới giòn các bạn. Có một tí thôi, còn mấy tí ông nhựa này mà cắt đấy. Mình cắt hết mình thu, mình thu thì mình thu hết để mình bỏ tủ lạnh, mình cứ bỏ cái bịch bóng á các bạn, thế là mình cột nó vào mình bỏ trong tủ lạnh, thế là mình ăn được cả tuần 10 ngày cũng vẫn tươi nhá. Mình thu sáng là mình thu cái này nó tươi, thế là cứ bỏ tủ ăn thoải mái. Cái nước rau muống này, nước sau nữa là bắt đầu mình đây mình rắc rau, hạt rau cái này thì rắc rau cải mầm á, cũng thích rắc cái gì cũng được. Thế tại nếu mà muốn trồng mùng tơi thì ít đất quá các bạn, thì nó sợ nó ít đất, không là thì trồng mùng tơi thì trồng được nhưng mà chỉ ăn được mấy bữa thôi chứ không để lâu dài được, trồng muốn để ăn lâu dài được. Tới lứa nó ngon thế đấy. Mình thu này hôm nay là trời nó có nắng này, là thu này là nó khô hết cái miệng này vào là nó lên nhanh lắm. Rồi nếu mà không may mình nhầm mình thu dưới mưa, nước mưa nó vào cái ống này là những cái này là nó hay bị, nó hay nấm cái đống này, cây nó không phát triển mạnh bằng lúc mình thu nó được thuận thời tiết như này. Đấy. Đấy, các bạn thấy chưa? Các bạn ơi, thế là mình đã hướng dẫn các bạn là từ lúc gieo hạt cho đến lúc thu hoạch rau muống ở trong cái ống nhựa này rồi. Bây giờ mình thu hoạch xong rồi thì mình sẽ kết thúc video ở đây. Mình chào các bạn, xin hẹn các bạn video kế tiếp nhé.